Chiều ngày 8 tháng 10 tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 142 học viên tốt nghiệp các khóa đào tạo trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 1 và chuyên khoa cấp 2 năm 2024. Tham dự buổi lễ có Trung tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện và đại diện các bệnh viện, các phòng ban của Học viện. Đợt này có 41 học viên hoàn thành chương trình đào tạo bậc thạc sĩ, 55 học viên chuyên khoa cấp 1, 46 học viên chuyên khoa cấp 2. Các lớp đều có tỷ lệ tốt nghiệp loại khá giỏi cao. Để đạt được những thành tích đó, trong quá trình học tập, được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, học viên ở cả ba khối đã xác định tốt nhiệm vụ cũng như yêu cầu đặt ra đối với bản thân, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực tranh thủ thời gian ra sức học tập, nghiên cứu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong thời gian học tập ở đây hơn 2 năm, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo rất sát sao, ân cần của ban lãnh đạo học viện, các khoa phòng ban cũng như các thầy cô ở bên của khoa bộ môn cùng với đồng đội đồng nghiệp. Bản thân chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu và luôn chủ động tìm tòi, học hỏi những cái chân trời, những kiến thức khoa học mới, và chúng tôi đã hoàn thành khóa học chuyên khoa 2, chuyên ngành nội trung. Với kết quả hôm nay là bản thân tôi thấy rằng rất tự hào và cũng rất là xúc động. Trong suốt quá trình học tập thì tôi đều nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và động viên kịp thời của lãnh đạo, ban giám đốc, học viện, Bệnh viện Quân y 103 và tất cả các khoa phòng trong học viện để giúp đỡ cho tôi có thể có thời gian quý báu rèn luyện bản thân, học tập trong suốt 2 năm vừa qua. Và ngày hôm nay được nhận tấm bằng tốt nghiệp của nhà trường, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi mình là một trong những cá nhân có thể tiếp bước truyền thống anh hùng của Học viện Quân y. Đây sẽ là hành trang cho tôi để tiếp tục quay về đơn vị công tác và rèn luyện để đóng góp cho nền y tế của bệnh viện, của nước nhà và trong quân đội. Bên cạnh sự hỗ trợ từ cán bộ, giảng viên, lãnh đạo học viện, gia đình cũng là hậu phương vững chắc, tạo động lực cho các học viên hoàn thành xuất sắc khóa học. Rất là vui mừng và phấn khởi. Đấy, còn tôi đã tham gia được cái khóa học chuyên khoa cấp 1. Gia đình là người hậu phương luôn giúp đỡ, là động viên cho con luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong cái ngành y của mình để phục vụ mọi miền tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Học viện Quân y mong muốn các học viên tiếp tục thể hiện bản lĩnh và nhiệt huyết, học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng y khoa, phát huy hết năng lực và cháy hết mình cho đam mê, áp dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn. Việc học đối với nghề y, đối với thầy thuốc của chúng ta là học suốt cả cuộc đời, học suốt cả cái sự nghiệp làm nghề. Thì tôi rất mong cái việc học tập tiếp tục của các em ấy, đó là thường xuyên phải cập nhật và củng cố kiến thức cơ bản, kiến thức nền. Chúng ta muốn đi sâu vào những cái lĩnh vực chuyên khoa thì cái kiến thức nền, kiến thức cơ bản chúng ta phải hết sức vững. Thế và một cái điều nữa mà cũng rất quan trọng, cái bản lĩnh nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp thì luôn luôn phải được trau dồi và đi liền với nhau. Những năm qua, khắc ghi lời Bác dạy, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Cán bộ, giảng viên, học viên của học viện đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo nguồn lực y tế cho quân đội và đất nước, nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị, khám chữa bệnh cho nhân dân.